Start your computations. Go. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn tối. Sau đó là sẽ đi uống. He shoves me in a locker and picks you up right after school. Yeah, he can catch a football. Guess that makes him the catch to you. Kiểu cảm giác như trong phim Tình Anh ấy, kiểu có người đi ở sau lưng mình, hơi sợ nha. Nói cho mọi người biết thì dạo gần đây chúng mình, à không, người yêu mình đang có một mối quan tâm mới, đó chính là đi truy lùng những cái quán bar mà khó tìm ấy. Thì bởi vậy nên là mình cũng bị cuốn đi theo. Nhưng mà nói chung là cũng vui, mình cũng thích, tại vì mình được khám phá ra nhiều cái rất là thú vị. Ồ, có mùi quế. Đúng rồi. Doge and banana. Đây là cốc của người yêu mình nên là mình sẽ nếm thử trước. Good morning. Hiện tại bây giờ đang là 11 giờ. Nhưng mà tiếp 11 rưỡi là mình sẽ phải đi làm. Nhưng mà mình chưa có sửa soạn đồ xong, tại vì tối nay mình sẽ phải đi chơi ấy. Nên là bây giờ mình phải tranh thủ. Ok, let's go. Tối nay mình không có ngủ ở nhà mà mình sẽ ngủ ở khách sạn, nên là bây giờ mình sẽ tranh thủ xếp đồ trước, tại vì tí nữa mình sẽ phải đi làm. Sau khi đi làm xong thì mình mới sang khách sạn để check in được. Ngày hôm sau mình check out xong thì mình cũng phải đi làm luôn, nên là thật sự giống như là chạy xô ấy, chứ không phải là đi nghỉ dưỡng gì đâu. Sau khi bắt đồ xong thì mình đã dư ra đống này. Và đây là cái túi mà mình sẽ mang đi, và chiếc áo để đi làm. Mình sẽ nhờ người yêu mình mang hết đống đồ đi. Thì mình đã check in phòng. Vậy nên mình sẽ làm một room tour. Đây là ở coffee station. Fridge. Yeah. Và điều đặc biệt hơn là mình có cái này. Yes. Mình không nghĩ là mình sẽ nhận được quà từ team housekeeping. Kiểu so cute, oh my god. Mình nghĩ cái này chắc để lâu lắm rồi, tại vì nó tan đá rồi. Xin cảm ơn. Nên mình sẽ cho mọi người xem cái view của phòng mình.
Đây mình có một chiếc giường. Và cho mọi người biết thì đây là name card. Tức là khi mà ai mà dọn phòng ấy, người ta sẽ để lại một name card như này để mình viết. Ví dụ mình có viết thư cảm ơn thì mình sẽ viết, mình sẽ nhắc tên người đấy. Đó là phòng vệ sinh. Mình được cho cái phòng có bồn tắm mọi người ơi. Đó là phê. Yes. See. Thiệt là vui. Bây giờ mình sẽ unbox hộp quà mà Sophie Kha đã tặng cho mình. This one. Siêu nhiều. Ok, đầu tiên là mình sẽ có con Wallaby. Đây là con túi. Và có cả cái càng này nữa. Happy anniversary. So good day. Đây là mình có một chai rượu vang Pinot Noir. Rượu vang đỏ nha mọi người. Hai kia bịt mắt khi mà đi ngủ ấy. Mình có hai cái, một cái hình như là muối tắm và một cái là mình cũng không biết, nhưng mà hai cái này để cho body, và nó của hãng Apple L. See. Yes. Ngoài ra mình còn được có một cái pad and shower gel. Cái loại này siêu thơm luôn ấy. Hồi lâu đó mình có được tặng một cái lọ tương tự như này và rất là thơm. Một hộp có chocolate. Một bức thư. Happy anniversary one year. Khi mà mình bước cho Sophie theo. Và watermelon. Cái này là đầu tiên mình thấy, từ trước giờ mình đi làm mình chưa thấy khách nào được nhận cái này cả, nhưng mà bây giờ mình lại được nhận mọi người ạ. Xin cảm ơn Sophie theo vì những đãi ngộ đặc biệt này dành cho mình. Mình sẽ cố gắng làm 2 năm 3 năm 4 năm ở Sophie theo. Kiểu bây giờ mình đã rất là vui. Ok, giờ mình sẽ tắm rửa, sau đó là sẽ đi dạo một vòng quanh khách sạn rồi sẽ đi ăn tối. Let's go. So comfortable. Đêm nay thì mình và bạn mình có voucher ở một đêm miễn phí tại Sofitel, cũng như là được giảm 50% nếu như ăn tối tại nhà Atelier ở Sofitel luôn. Thì đây là quà mà Sofitel đã dành cho chúng mình vì chúng mình đã làm việc cho Sofitel được hơn 1 năm. Thì theo mình thấy thì tập đoàn Accor và khách sạn Sofitel có rất là nhiều đãi ngộ tốt cho nhân viên nên là đi làm cũng thích lắm. Do you use my cutlery to cut the fish? Yes. Okay. I cut 5 pieces. Okay. Okay. Thank you, Johnson. That's why it's not equal. This one is bigger. Really? I'll take the small one. I don't like fish. Sau khi nhân viên là 30 ở Thái Lan còn ba đường cao lắm. Đường của nó là bảo là mint. Hey, can you put that here? Okay. Chocolate mousse. Sorry. And apple. Strawberry. So pretty. I'll say ạ. Ok, sau khi ăn tối về thì bây giờ tụi mình đã thay đồ và chuẩn bị đi lên phòng. Ui, mình mang quà của Sophie theo theo. Và anh có gì? Để Pinot Noir. Còn South Coast của South Australia. Ui, cái này từ 2023 hả? Ok. Đang uống nhiều rồi. Em đừng có đừng lấy cho này mang về nhà ngày mai. Được. Thế là, để anh sẽ tập một bộ. Anh giữ chai này tầm 10 năm nữa là thành thành rượu của ôi đấy.
Book all this one, book this shit. Sau khi ăn tối xong thì bọn mình giải tán, ai về phòng nấy để tắm rửa và nghỉ ngơi. Sau đó thì mình tập trung tại phòng của Khoa để đánh bài và uống rượu. Bài mà tụi mình đánh là bài xì dách và ai thua thì sẽ phạt bằng một ly rượu. Trong nhóm tụi mình thì có bạn đến từ Đài Loan ấy, nên là tụi mình vẫn phải nói tiếng Anh, nhưng thỉnh thoảng vẫn hay quen và vẫn sử dụng tiếng Việt để nói chuyện với bạn ấy. Thì từ khi mà sau khi chuyển ra ở riêng thì mình khá là hiếm khi mà gặp lại được mọi người ấy. Tại vì các bạn đi học và đi làm rất là bận, nên là những lúc mà có cơ hội để em tập trung lại thì tụi mình rất là tận hưởng và chơi đùa cùng nhau rất là vui. Nên mình thật sự rất là trân trọng những khoảnh khắc như thế này. What's this mean to? Của anh ấy, bài anh ấy. This is yours. Đã lâu lắm rồi hai đứa mình mới có ngày nghỉ chung với nhau, nên là tụi mình đã quyết định ra ngoài để không lãng phí ngày nghỉ. Tụi mình quyết định ghé lên khu Darling Square gần nhà ăn brunch vào lúc 3 giờ trưa. Nhưng mà tại vì đi giờ này nên là hàng quán đã đóng cửa hết và người ta chỉ mở lại vào lúc 5:30 thôi, nên là cũng khá là vất vả để tìm quán ăn ý. Nên tụi mình đã quyết định vào một tiệm bánh ngọt để ăn bánh ngọt trước và sau đó sẽ đi ăn món chính sau. From anyone, but little did I know my life had just begun. I've been thinking about high school and how I didn't have any friends. Still, I didn't want to grow up. I just wanted to play pretend. I don't know where the years have gone or how I've stayed alive this long, but I'm holding on. I'm holding on. I got punched in the face. It was the most alive that I'd felt in days. I'd had a couple drinks. Đây là những con chim đang chờ chụp cái bánh của ông chú này. Thấy ai à? Đấy. Sau khi ăn xong thì tụi mình quyết định đi dạo, đi chụp ảnh lên tin này kia. Sau đó thì ghé vào một khu chợ được mở vào mỗi thứ năm hàng tuần để tham quan xem có gì hay ho không. Tại vì trong chợ rất là đông ý, nên mình cũng hơi ngại. Thành ra là mình cũng không quay cái gì nhiều hết trơn ý. Ôi cái bụi kìa. Tao có tao đi phòng nào đâu. Bỏ cái đây thôi đi. Em sẽ đưa nó lên vlog. Suy đi ngẫm lại thì tụi mình đã quyết định ăn bánh mì cho nhanh để còn về nhà, tại tí nữa bạn sang mình phải đi chơi bóng rổ. Thì chỉ còn 3 ngày nữa là hết tháng 9, nhưng mà trong 3 ngày này mình cứ đi làm liên tục tù tì, nên thành ra chắc cũng không có gì để quay. Vì thế thì vlog của tháng 9 cũng xin phép kết thúc được tại ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã xem vlog đến đây và hy vọng mọi người sẽ thích nó. Chờ mọi người ở những vlog lần sau nhé. Bye bye.